Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 24 tháng 3 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 41 vụ, làm chết 21 người, bị thương 26 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 6.246 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nay, ngày 24 tháng 3, trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xe khách mang biển kiểm soát 75B00600 đang chạy từ Đắk Lắk về Huế. Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao xuống hố bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 27 hành khách khác được tiếp tục hành trình di chuyển ra Huế. Theo lời kể của tài xế là anh Phạm Quốc Dũng, vào thời điểm trên, xe đang lưu thông với tốc độ khoảng 70 km/h. Khi đến quốc lộ 14B thì phải tránh một xe chở keo đậu bên đường. Đúng lúc này, có một xe tải chạy hướng ngược lại nên tài xế Dũng đánh mạnh tay lái sang bên phải khiến xe trượt dài khoảng 40 mét và lao xuống vực. Nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, địa phương đã khởi công khánh thành và gắn biển 16 công trình quan trọng, trong đó có dự án cầu Phú Mỹ 1, 2 và dự án quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh. Cầu Phú Mỹ 1 và 2 và đường dẫn có tổng chiều dài 1.651m, rộng 6m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng. Cầu hoàn thành sẽ góp phần tích cực trong việc thông thương giữa các phường trung tâm và các xã vùng đông của thành phố. Đồng thời đây cũng là đường cứu nạn cứu hộ khi có thiên tai xảy ra. Trước đó, ngày hôm qua, 23 tháng 3, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam cũng chính thức được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Trước tình trạng xe chở quá tải trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày càng trở nên nghiêm trọng, trong khi lực lượng chức năng không thể dừng xe ngay trên đường cao tốc, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam VEC đã đề xuất thành lập đội đặc nhiệm chặn xe quá tải với đầy đủ cân và có thể dừng ngay trên cao tốc để xử lý. Đáng chú ý, đội đặc nhiệm này sẽ làm việc không có thời gian cụ thể để tránh tai mắt của cò mồi nhằm báo xe quá tải né chạm. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt, luật quy định không cho dừng xe trên đường cao tốc và hiện lực lượng chức năng đang thực hiện xử lý vi phạm ở đầu ra và đầu vào của tuyến đường. Nếu làm chặt chẽ 24/24 giờ thì chắc chắn không cần thiết phải dừng xe trên đường cao tốc xử lý vi phạm quá tải. Còn đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì cho rằng đây là vấn đề mới đặc thù nên cũng cần phải xây dựng văn bản pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn kiểm tra xử lý vi phạm trên đường. Cũng liên quan đến tình trạng xe quá tải, theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện Hà Nội đang là địa phương có lượng xe HOVO nhiều nhất cả nước, với 653 xe, và Hà Nội cũng đang chậm chuyển biến trong việc xử lý xe quá tải so với các địa phương khác. Tình trạng xe quá tải vẫn lưu thông nhiều trên các tuyến như quốc lộ 1, 2, 3, 5, 6, 18, 21, 32, đường Hồ Chí Minh, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 3 mới tuyến Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội-Lào Cai trên các tuyến nội đô. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các lực lượng của cả Tổng cục và địa phương phối hợp chặt chẽ, quyết tâm kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn. Trong vòng 3 tháng, về cơ bản phải sạch xe quá tải, xe vi phạm thiết kế thành thùng. Còn đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hứa đến giữa năm 2015 sẽ giải quyết hết xe HOVO và kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam trang bị thêm một trạm cân di động và cho Hà Nội thêm cân xách tay ở các điểm nóng như đường Hồ Chí Minh, đại lộ Thăng Long, đề Hữu Hồng. Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị này đã thành lập bộ phận chuyên kiểm tra hiện trường và giám sát an toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Hiện ban quản lý dự án đã cho phép xây dựng lại 2 trong số 7 nhà ga và trong tuần này sẽ cho triển khai tiếp 5 nhà ga. Theo đại diện ban quản lý đường sắt, việc thi công các nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông tương đối phức tạp trong bối cảnh phương tiện vẫn tham gia lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú. Ban quản lý dự án phải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thống nhất phương án để mở thêm làn đường, đóng kín đoạn đường ở phía dưới để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Để đảm bảo an toàn thi công các nhà ga,
Ban quản lý dự án cũng yêu cầu đơn vị thi công phải sửa chữa lại toàn bộ hệ đá giáo trước khi thi công trở lại. Các hạng mục liên quan an toàn lao động phải được ban quản lý dự án phê duyệt, sau đó mới cho thi công. Liên quan đến tiến độ dự án, lãnh đạo ban quản lý dự án cho biết đến cuối năm 2015, toàn bộ hạ tầng chạy tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có thể hoàn thành. Đến đầu năm 2016, khi đưa đoàn tàu về sẽ tiến hành chạy thử, sau đó đưa vào khai thác thương mại. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải các địa phương trước ngày 30 tháng 3 phải báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ. Các Sở Giao thông Vận tải cần thống kê thông tin về tổng số doanh nghiệp sử dụng xe ô tô tự đổ, tổng số doanh nghiệp đã ký cam kết, tổng số xe đăng ký trước và sau thông tư 32 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ. Tổng số xe đã bị xử lý gồm các thùng thành, cưỡng chế các thùng thành, doanh nghiệp chủ xe đã ký cam kết tự khắc phục. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian vừa qua, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ đã được các địa phương triển khai đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chủ xe, lái xe mặc dù đã ký cam kết tự khắc phục nhưng chưa tự giác thực hiện. Dù mới đưa vào sử dụng nhưng mặt đường ở km 406 quốc lộ 1 đoạn qua xã Quỳnh Danh, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xuất hiện tình trạng bong tróc bê tông nhựa. Liên quan đến sự cố này, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, hiện tượng bong tróc mặt đường tại đây không phải là do chất lượng thi công của nhà thầu mà do trước đó vị trí này xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm loang dầu ra mặt đường. Vụ tai nạn ô tô đâm giải phân cách xảy ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2014 đã làm đổ dầu loang xuống đoạn đường trên ngay sau khi đường vừa được thi công thảm bê tông nhựa. Vụ tai nạn đã được chính quyền địa phương và công an huyện lập biên bản. Vết dầu gây phân hủy lớp bê tông nhựa làm bong tróc mặt đường. Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 85 đã yêu cầu nhà thầu Cienco 4 khắc phục, bóc bỏ toàn bộ lớp bê tông nhựa tại vị trí trên để thay bằng lớp mới. Việc này xử lý xong sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường cũng như khai thác tuyến đường sau này. Liên quan đến việc kiểm soát chất lượng các dự án mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 14, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết Bộ Giao thông Vận tải đang kiểm soát rất chặt chẽ, đồng bộ. Máy móc, thiết bị, vật liệu đầu vào, thi công đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đơn cử máy móc, thiết bị quá 7 năm không được đưa vào công trường. Nguồn vật liệu phải qua thí nghiệm mới đưa vào thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu nào để xảy ra hiện tượng chất lượng kém đều phải chịu trách nhiệm và bị thay thế ngay. Để bảo vệ môi trường, chống gian lận thương mại cũng như quản lý chất lượng xăng dầu được tốt hơn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất ngừng lưu thông sản phẩm dầu diesel 0,25%S của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, sẽ chính thức ngừng lưu thông sản phẩm này trên thị trường. Ở Việt Nam hiện nay đang lưu hành hai loại dầu diesel, đó là dầu ZEO 0,05%S có hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 500mg trên 1kg. Được sử dụng chủ yếu cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Loại thứ hai là dầu ZEO 0,25%S có hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 2.500mg trên 1kg, chủ yếu dùng cho các phương tiện giao thông đường thủy. Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được khuyến cáo không dùng sản phẩm này. Dầu ZEO 0,25%S có hàm lượng lưu huỳnh cao, lại sản sinh ra axit sulfuric gây ăn mòn động cơ, phá hỏng dầu nhớt bôi trơn dẫn đến giảm tuổi thọ của động cơ. Hơn nữa, khi cháy sẽ gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn và giá thành cũng cao hơn hẳn dầu ZEO 0,05%S. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. We'll be right back.
Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, dư luận đang khá xôn xao về việc bến xe khách nước ngầm kêu cứu vì tình trạng vắng phương tiện hoạt động sau khi đã mở rộng, nâng cấp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Điều đáng bàn là khi công suất của bến xe này hiện đạt ngưỡng là 800 lượt phương tiện trên một ngày đêm, nhưng 10 năm qua vẫn chỉ có khoảng 200 lượt phương tiện trên một ngày đêm. Trong khi các bến xe kế cận do các đơn vị công ích của Hà Nội quản lý thì lại trong tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Vắng vẻ phương tiện. Khoảng trống trong sân còn thừa khá nhiều. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trong thời gian khá dài tại bến xe khách nước ngầm. Bến xe được cho là có nguồn vốn xã hội hóa đầu tiên tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi đang rất lo lắng về cái sự cái hiệu quả đầu tư của mình. Nếu mà thành phố hoặc cơ quan quản lý không có cái biện pháp để giúp chúng tôi tháo gỡ cái lượng xe vào bến thì chúng tôi sẽ thực sự gặp khó khăn. Mà hiện nay khó khăn chúng tôi rất đơn giản là chúng tôi chỉ mong muốn là cái sắp xếp tuyến vận tải khách là theo đúng cái mà chủ trương của thành phố đã quyết định. Theo định hướng quy hoạch vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe năm 2007 trên địa bàn thủ đô, bến xe phía Nam là 900 lượt xe một ngày, Mỹ Đình công suất tối đa 800 lượt xe một ngày, Gia Lâm là 600 lượt xe một ngày, bến xe Lương Yên là 500 lượt xe một ngày và bến xe nước ngầm là 350 lượt xe một ngày. Tính từ thời điểm có quy hoạch đến nay, các bến xe do Hà Nội quản lý hiện đã và đang xảy ra tình trạng quá tải, mà điển hình nhất là bến xe khách Mỹ Đình lên tới 1.200 đến 1.300 lượt xe một ngày đêm. Trong khi đó, tại bến xe nước ngầm hiện chỉ đạt 200 lượt xe một ngày, tức là mới chỉ đạt khoảng 25% công suất. Rõ ràng, đây là một nghịch lý. Năm 2007 là bắt đầu có văn bản của Sở Thông vận tải Hà Nội điều chuyển cái xe đang chạy đúng tuyến của bến nước ngầm sang bến xe Mỹ Đình. Chỉ 2 năm sau, bến chính Sở Thông vận tải lại công bố bằng cái văn bản là 1320 là gì? 1382 là gì? Bến xe nước Mỹ Đình đã vào trạng thái quá tải. Đấy. Thì nếu mà không làm theo tuân thủ theo quy định thì chắc chắn một số bến sẽ quá tải. Và có bến thì không có tải. Và như tôi đã nói là nếu mà cho tự do để các doanh nghiệp tự do lựa chọn, để người dân tự do lựa chọn thì bến xe Mỹ Đình sẽ là cái chảo lửa. Hiệp hội Bến xe khách Việt Nam cho rằng việc đầu tư xã hội hóa xây dựng bến xe khách hiện đang là một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp tư nhân. Bởi ngoài vốn đầu tư cao, nếu địa phương không tạo cơ chế cho phương tiện hoạt động thì doanh nghiệp sẽ rơi vào cảnh khó khăn. Tất cả những lĩnh vực gì nếu như họ có lợi nhuận cao thì tư nhân họ tham gia. Ta trả về kêu gọi xã hội hóa họ cũng vào làm. Tôi nói như taxi chứ. Đây các anh thấy là tư nhân vào làm rất nhiều. Thế nhưng ngược lại những cái lĩnh vực mà tư nhân chưa vào được, chưa vào thì chứng tỏ nó có những vấn đề, mà chủ yếu là vấn đề lợi nhuận. Các cái bến xe xã hội hóa tất nhiên là nó nhỏ, thế nhưng mà rõ ràng là nó hoạt động tương đối tốt. Như thí dụ bến xe nước ngầm, bến xe nước yên. Mở rộng bến xe, đầu tư cơ sở hạ tầng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bến xe nước ngầm kỳ vọng sẽ giảm tải cho các bến xe kế cận đang quá tải. Nhưng giờ đây lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Bản tin giao thông an toàn ngày 24 tháng 3 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.